nếu mà học viên mà những cái bệnh mà chưa xuất hiện rõ ràng, có nghĩa là người bình thường, thì qua lớp học như thế này, những kiến thức đã biết thì nên hàng ngày mà ta thực hiện những cái gì là cơ bản nhất để cho người nó khỏe khỏe. Thêm một cái câu hỏi nữa tôi rất hài lòng nè, là vì ấy, là tôi ở bệnh này là làm gì, nhưng mà tôi chỉ nè, con nít ấy, mọi người biết ấy, là nó chỉ bị mấy cái bệnh nhỏ nhỏ là sổ mũi rồi bị sốt bị đồ này nọ, nhưng mà cái tuổi mà ok nhất ấy, là bắt đầu là 13 tuổi trưởng thành lên từ từ 18-19 tuổi, lúc đó nó hăng lắm, nó nhảy nó nhót vận động liên tục, cho nên cái bệnh khó mà đến với đối với lớp trẻ. Cho nên mà nhỏ mà mình kêu để trẻ mà chừng 17, 18, 20 tuổi á, mà nó con chườm đá đi cái nó lè lưỡi đi, nó đâu có làm. Nhưng mà cái tuổi mà bắt đầu trên 40 tuổi rồi thì mới thấy cái chuyện bệnh hoạn nó rình rập mình à, thì lúc đó mới nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng mà vẫn chưa đâu, phải cho lớn chút xíu nữa nha, trên 50 tuổi á, bắt đầu mới thấy ghê, chứ còn chưa ghê. Đó là đối với thanh niên nha, còn phụ nữ á, là chỉ cần á, là 48-49 tuổi á, là mất kinh một cái là có vấn đề dồn dập tới đó. À, những cái rối loạn sau thời kỳ thì mất kinh nó xuất hiện ào ạt vậy đó, thì lập tức phải nghĩ đến cái sức khỏe của mình ngay. À, thì trở lại cái vấn đề chúng ta nên làm gì, thì thực ra là để nói khi có vấn đề thì chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện đó. Còn nếu như mà ta bảo con cái mình nó làm cái điều gì đó thì tất nhiên là nó sẽ không bao giờ làm theo mình, hoặc làm cho mình vui lòng xong rồi mình quay mặt đi thì nó dùng cục đá ra mừng mình. Do vậy á, là cục đá mà để chườm nóng hay là những cái phương pháp mà tập luyện này nọ các thứ á, là không đòi hỏi lắm. Mà tôi có một cái kinh nghiệm á, là hồi còn trẻ đó, là tôi chơi thể thao. Thế sao thì tôi ban đầu á, là tôi chơi cái môn cầu lông, sau đó tôi chơi cái môn bơi lội. Thì khi mình chơi cầu lông, mình chơi bơi lội, rồi mình tập võ á, thì cái điều quan trọng là gì biết không? Mình ra chơi á, mình có một sự đấu tranh, tranh đua đối với những cái bạn đồng lứa với mình. Và vì cái sự đấu tranh với những người đồng lứa với mình á, cho nên á, mình không bao giờ mà hút thuốc, không bao giờ uống rượu, không bao giờ đi chơi, mà để dành sức khỏe, để chiến đấu phải hơn bạn mình mới được. Mà chính nhờ vậy những cái thôi tật xấu ấy, nó không xâm phạm mình được. Cho nên ấy, đối với con trẻ là động viên nó chơi thể thao, đồng ý không? À, và một cái điều nữa mà tôi muốn nói lên cái điều bức xúc ở trong cái mấy cái lần đây mà mình coi ấy, ở trên phim ảnh ấy, là mấy cái em gái ấy, là bị những cái bạn gái khác mà quýnh hội đồng rồi đó, thì cái chuyện đó mình buồn lắm. Nếu mà xảy ra ở con gái mình thì mình nghĩ sao? Cho nên ấy, tôi vẫn động viên làm sao ấy, là cho con mình học cái võ. Võ mà riêng võ không hại người là võ judo chứ nè. Để gặp mấy đứa đó mà làm vậy, giật cho nó té một cái rồi bỏ đi, chứ không để cho nó xử sự vậy. Còn mình mà nóng ruột quá, mình mà đến mà mình quên con, rồi mình làm ra một cái gì đó mạnh mẽ quá, rồi gây ra án mạng, thì cái chuyện nó không nên, cũng không hay. Do đó là trở lại vấn đề những người cần phải chăm sóc là chính là chúng ta. Thì cái gì mà để cho chúng ta chuẩn bị trước khi mà phải chăm sóc, là ba cái yếu tố mà chúng ta sẽ thấy nhiều nhất, đó là giấc ngủ bị rối loạn, ăn uống bị rối loạn và tiêu hóa bị rối loạn. Mà cái điều quan trọng nhất là cái giấc ngủ. Thì khi mà có giấc ngủ ấy, mà bị rối loạn ấy, thì một điều chắc chắn là như vậy nè, như tôi hồi còn trẻ lúc trung học ấy, là đã bị mất ngủ thì cái chứng trầm cảm xuất hiện ngay lập tức. Nếu mà mình mất ngủ kéo dài 1, 2 năm, 3 năm, do đó mình phải giải quyết được liền. Mà không có cái gì mà giải quyết hay bằng cái phương pháp mà chồm đá nóng ruột gan đó. Khi mình chồm vô là nó làm cho mình ngủ ngon, và khi mình ngủ ngon xong rồi thì nó sẽ tái cấu trúc toàn bộ về vấn đề cái cơ thể mình, và tái cấu trúc lại cái hệ thống thần kinh của mình nữa. Do đó là cái lúc đó là mình thấy ba cái dấu hiệu mà lớn nhất là ngủ không ngon, ăn không ngon, tiêu hóa không ngon, tức là có một cái sự rối loạn rất cần thiết trong cái cuộc sống. Và mình lúc đó mình có thể động viên con cái mình có thể động viên người nhà mình nên thực hiện chườm đá đi, để mà cho nó chấn chỉnh lại cái sự đó, cái sự cân bằng đó, chứ không phải đợi đến lúc mà có bệnh thì chúng ta mới thực hiện. Ok.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.